đọc cho tôi số chứng minh thư nhân dân 427733. Rồi, nơi cấp là công an Hải Dương đúng không? Ngày cấp 9/8/4. Rồi. Vũ Ngọc Khương đúng không? Rồi. Ngày sinh của em 10/5/96. Nơi sinh Hải Dương à? Rồi. Hộ khẩu ở Nhân Việt, Phú Xá, Nhân Việt, Hải Dương. Rồi. Đại học. Quá trình học tập của em cấp 1 em học trường nào? Rồi, thông tin đúng hết rồi, từ 1 đến 9 rồi đúng không? Được. Sau này có thay đổi gì từ 1 đến 9 thì nhớ báo lại cho tôi để tôi sẽ thay đổi thông tin em nhé. Được. Nếu thế thì Cương sang phòng bên cạnh ngồi đợi, tí nữa tôi sẽ đưa anh nộp tiền nhé. Được. Rồi, tôi chào Cương.